Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YoFit cùng với series những kỹ thuật tập luyện dành cho người mới tập. Và ngày hôm nay mình cùng với Trung sẽ hướng dẫn mọi người một cái bài tập mà được mệnh danh là ông vua của những bài tập phần thân trên, có nghĩa là những bài tập từ thắt lưng đổ lên. Là cái bài này, cái bài mà mình mới chuẩn bị giới thiệu tới đây, nó là số 1, không ai có thể, không bài gì có để qua được, và cái độ khó cũng không có ai qua được luôn. Đó chính là bài deep, hay còn gọi là bài xà kép. Thì hôm nay mình có một cái chiếc máy xà kép ở đây, và điều đặc biệt là nó có thêm một cái trợ lực. Cái trợ lực như thế này đó, dành cho những bạn nào mới bắt đầu làm quen với cái bài deep. Thì cái miếng trợ lực này nó có một cái điểm hay ở chỗ là nó có cái phần tạ ở đây, có nghĩa là mức tạ càng nặng, mức tạ bạn gắn xuống càng sâu, thì cái trợ lực này nó càng giúp mình nhiều hơn trong cái vấn đề thực hiện động tác. Và nếu như trong suốt cái quá trình bạn tập luyện á, bạn tăng tiến cái sức mạnh của mình hàng ngày, mình làm quen được với cái động tác này rồi, thì bạn có thể dần dần hạ mức tạ xuống, và cho tới khi bạn thực hiện được giống như Trung là không cần cái miếng trợ lực này luôn. Là có nghĩa là bạn tập bằng free weight, bằng body weight, có nghĩa là bằng sức nặng cơ thể, thì lúc đó bạn đã đạt được đẳng cấp đỉnh cao của các bài tập xà kép này rồi. Và bây giờ mình sẽ nhờ Trung thực hiện thì phạm khoảng 3-5 rep của cái bài deep cho các bạn có thể hình dung được cái động tác là như thế nào. Rồi. Bốn cuối, cái cuối luôn rồi, tốt, ok. Thì vừa rồi Trung đã thực hiện cái động tác deep, mà mình lưu ý là cái bài deep này nó được chia thành hai loại. Và cái Trung vừa rồi là deep hẹp tay, giúp phát triển tối đa cái phần cơ tay sau, hay còn được gọi là phần cơ tam đầu cánh tay. Thì cái phần cơ tam đầu cánh tay này nó chiếm cái thể tích tới 3/4 cái cánh tay của mình. Có nghĩa đồng nghĩa với việc rằng cánh tay bạn bự hay không, mặc đồ có phòng cái tay áo hay không, đều là do cái sự to nhỏ của cái phần cơ tam đầu cánh tay này. Thì cái bài deep này nó sẽ tác động và nó sẽ phát huy được hết coi như là độ thẩm mỹ của cái nhóm cơ tay sau, nếu các bạn tập nó thường xuyên và đúng kỹ thuật động tác. Và mình lưu ý là khi các bạn lên tạ thì hãy khép sát cái cánh tay này vào người và thực hiện cái việc đưa người xuống theo phương thẳng đứng đó, như Trung đang thực hiện, thì sẽ gia tăng cái áp lực lên phần cơ tam đầu cánh tay rất là nhiều. Một cái lưu ý nữa là khi mà các bạn tập luyện thì hãy vui lòng bắt chéo hai chân lại như Trung, thì sẽ lúc đó sẽ các bạn sẽ siết mông được dễ hơn, đồng nghĩa với việc các bạn sẽ cố định được cái phần thân dưới của mình một cách tối ưu nhất, để có thể không có đung đưa. Khi mà đung đưa các bạn sẽ bị mất thăng bằng, bị chao động tác liền, bạn sẽ không thực hiện được cái bài này đúng. Thì khi các bạn bắt chéo chân lại như vậy thì các bạn sẽ thực hiện được động tác một cách tối ưu nhất. Đây, nó siết mông, gồng to rồi đó. Khi mà cái phần thân trên nó ổn định rồi thì cái bài tập này nó dễ lắm, tập rất là đơn giản. Rồi tiếp theo là cái biến thể thứ hai, thì cái thanh này á, nó các bạn chỉ cần bẻ ra như vậy thì ngay lập tức cái thanh này sẽ rộng ra. Và khi các bạn deep bằng cái thanh rộng như thế này thì nó sẽ vào cái phần cạnh ngực. Phần cạnh ngực nó sẽ coi như là xây dựng cái phần cạnh ngực, và nó sẽ giúp định hình được cái khuôn ngực của mình như thế nào, vuông, tròn hay là tam giác, đều là do cái bài tập này quyết định. Rồi, thì Trung sẽ tập khoảng từ 2 tới 3 cái bài tập này. Đó, vô cái phần này. Đó, nó sẽ giúp bo tròn cái cạnh ngực, giúp cho cái ngực của bạn thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Rồi, thì vừa rồi chính là những cái kỹ thuật cũng như là những cái lưu ý về cái bài tập deep, cả tay sau lẫn phát triển cạnh ngực luôn, hay Việt Nam chúng ta còn có tên gọi là bài xà kép. Thì đây là một bài với độ khó 5 sao. Thì nếu như các bạn, một cái clip này thì mình nghĩ nó chưa có trọn vẹn được hết cái ý mà mình và Trung muốn trải nghiệm, muốn gửi tới mọi người. Thì nếu như các bạn có thêm thắc mắc gì, hãy vui lòng bình luận bên dưới phần comment, để mình cùng đội ngũ YoFit có thể giải đáp nhanh tới mọi người nhất có thể. Rồi, thì nếu như các bạn thấy hay thì vui lòng nhấn like và subscribe, để đội ngũ YoFit có thêm được cái động lực để ra thêm được nhiều cái clip mới cho mọi người. Rồi,
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại những clip sau.